Như vậy là ở đây trên đồ thị này Đồ thị này là đồ thị lúc mạch chưa có R nhỏ Còn đồ thị này là lúc có R nhỏ Mắc thêm R nhỏ Ồ, Như vậy thì lúc đầu thì giá trị P mắc ở đây Còn không gây lắp thì cái đồ thị cắt trục tung tại p phẩy Thì có nghĩa là cái giá trị mắc nó Và yêu cầu xác định cái PM cộng PM phẩy bằng bao nhiêu tất cả thông tin trên đồ thị chỉ cho ở một cái điểm quan trọng nhất là điểm cắt của hai đồ thị này điểm cắt ở hai mươi đây Ồ. như vậy thì ta phải dựa vào điểm cắt đó để ta giải thì trước tiên để dựa vào điểm cắt thì ta chú ý về công suất lúc mạch chỉ có r thì công suất tiêu thụ trên mạch là p bằng u bình r chia cho r bình cộng với zl từ c zl từ c bình thì gọi là zlc à, ở đây à, chú ý là ZLC là bằng trị đối ZL trừ ZC là biểu thức của công suất lúc đầu như thế còn sau khi mắc thêm điện trở R nhỏ thì biểu thức công suất là P phẩy bằng U bình là R lớn cộng R nhỏ chia cho R lớn cộng R nhỏ bình phương ở đây là bởi vì tại sao lại công suất lại tính theo công thức đó bởi vì P chú ý là P phẩy ấy bằng I phẩy bình R lớn cộng R nhỏ đó, R lớn cộng R nhỏ mà I thì bằng U chia Z Uh, U chia Z tức là thành U bình R lớn cộng R nhỏ Z ở đây là R lớn cộng R nhỏ tất cả bình cộng với ZL trừ ZC tức bình có nghĩa là ZLC bình đó nên cấu thức như thế à, và bây giờ ta sau khi có công thức này ta dựa vào điểm cắt tại điểm cắt thì hai đồ thị đều bằng 120W như vậy ta sẽ có 120 sẽ bằng U R ở đây tại điểm cắt thì các này là giá trị của R là 0,25 R, R nhỏ R nhỏ U bình Chia cho R bình tức là 0,25 R nhỏ tất cả bình Cộng ZLC bình Đó, tức là đồ thị 1 bằng 20 Đồ thị 2 thì cũng bằng 20 120 Là U bình Nhân với R lớn cộng R nhỏ Mà lúc này R lớn thì bằng là uh, 0,25 r nhỏ vậy thì trên này chính là bằng là uh, 1,25 r nhỏ chia cho 1,25 r nhỏ tất cả bình cộng với z bình như vậy là từ hệ phương trình này ta sẽ biểu diễn giải ra r theo tìm ra r theo u rồi zl trừ zl c theo u À, ZLC theo U Thì cách làm uh, ta ta biến đổi lượng giác ta nhân lên nhân lên để tìm ra được cái r thì là giải cái này ra r chính là bằng u bình chia cho 180. Đó. sau khi tìm được r thì ta uh, thay vào một trong hai phương trình thì ta sẽ được zlc là bằng căn 5 chia 4 nhân với 180 nhân với u bình. À, như vậy là tìm được à, à, mục đích từ cái hệ phương trình này là ta giải ta tìm ra r theo u bình và zlc theo u bình để mục đích chính là tìm ra pm phẩy à, pm phẩy pm và pm phẩy sau khi tìm được cái này thì ta chú ý cái giá trị mắc này này giá trị mắc pm chính là bằng u bình chia cho hai zlc ZLC đó tức là uh, bởi vì là khi uh, mắc thì là u bình uh, tại vị trí đỉnh tại vị trí đỉnh thì là R bằng ZL uh, trừ ZC tức là R mắc khi R bằng trị đối ZL trừ ZC tại tại vị trí mắc và trị đối ZLC tức là ZLC và P mắc như thế thì ở đây ta thay vào uh, u bình uh, chia cho hai ZLC 2 ZLC tức là 2 căn 5 chia cho 4 180 u bình. Như vậy cái này sẽ bằng bấm máy tính là 1360 uh, 360 chia cho căn 5. Như vậy cái này sắp xỉ bằng 161 W đó là giá trị mắc mắc tại đỉnh. À, các em chú ý à, p mắc đối với r thay đổi thì p mắc bằng u bình chia cho hai trị đối zl trừ zc khi và chỉ khi r bằng trị đối zl trừ zc. như vậy zlc đây chính là zlc. còn trường hợp thứ hai p mắc phẩy thì sao p m phẩy thì p m phẩy là vị trí cắt trục tung này. vị trí cắt trục tung là ứng với r bằng không như vậy từ công thức này ta thay vào là P phải là U bình này Tại vị trí cắt trục tung này là 0 này Cộng với R nhỏ, R nhỏ là U bình chia cho 180 này Chia cho là R lớn cộng R nhỏ tức là 0 cộng với U bình chia 180 Tất cả bình này cộng với Z Z là C bình, sẽ là C bình tức là 5 chia cho 4 bình, 180 bình nhân với U mũ 4 bình phương lên thành là U mũ 4. Đó, như vậy U mũ 4 ta giả nước đi. Thì ta bấm xem cái này sẽ bằng bao nhiêu. Trên này là 180, 1 chia cho 180. Uh, chia cho là 180 mũ trừ, trừ 2 cộng với là 5 chia cho 16 chia cho 180 bình thông ạ bình phương chia cho ta được giá trị đó là 960 phần 7 960 phần 7 và xấp xỉ bằng à? 137 137 phát như vậy là tìm được P PM và PM phẩy nhưng bài toán lại hỏi tổng hai giá trị này thì ta sẽ có tổng hai giá trị PM cộng với PM phẩy sẽ bằng hai giá trị này cộng lại cộng 137 cộng 161 như vậy sắp chỉ bằng 298 w 298 thì gần giá trị nhất gần giá trị nhất đó là riêng nhiên với phương án a như vậy ta chọn phương án a à, như vậy là à, cách làm từ đồ thị ta viết biểu thức cho à, từng à, cho, viết biểu thức cho từng trường hợp trường hợp không cũng không có r nhỏ và có r nhỏ rồi à, đây là biểu thức công suất khi có rờ, không có r nhỏ và đây là biểu thức công suất khi có r nhỏ và để tìm các giá trị pm chính là giá trị mắc lúc đầu pm phẩy là giá trị mắc lúc sau để tìm giá trị mắc này thì ta chú ý vào thông tin chỉ có quan trọng là cái con số 120 ở đây cái điểm cắt này tại vị trí 0,25 thì như thế thì ta phải thay vào để ta tìm ra được cái này là giải ra được cái à. Ta bấm mẹ để tìm ra được kết quả đó sau khi tìm đó thì ta mới tìm được PM và p và phẩy và tìm được bài toán như vậy là với cái bài toán như thế này thì giải đây là giải theo cách um, cách làm rất là bài bản tuy nhiên chú ý ở đây là uh, tương kế tự kế đề thi của bộ bao giờ đồ thị ấy là cho rất chính xác đồ thị cho rất chính xác cho nên dẫn đến là um, khi đồ thị chính xác thì ta có thể đo dùng phương pháp Các em chú ý cái này là 120 Thì, thì ta trên cùng một trục tọa độ thì tỷ lệ rất chính xác Vậy thì ta có thể dùng thước để đo đoạn này bằng bao nhiêu, đoạn này bao nhiêu Để ta suy ra được cái giá trị PM và PM phải mà không hề cần tính toán gì cả à, không gì cả bây giờ thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em dùng cái đó thì ta phải lấy cái đồ thị, nó phải chính xác Đồ thị phải chính xác à, Thì ta dán đây để ta đo Ta thực hiện phép đo Đấy, đồ thị Là ta lấy cái đồ thị chính xác à, Như thế này Đồ thị chính xác để ta đo Đó, giá trị Vì là đồ, đề thi Là đề thi của bộ, cho nên Các đồ thị là vẽ bằng phần mềm Nên rất là chính xác Bây giờ ta đo, đầu tiên là đo từ 0 đến 120 ta đo xem bằng mấy mm, mấy mm ta đo thước ra. Thì đây. Như vậy nó là bằng đo từ 0 đến 120 trước, tức là ở chỗ 120 thì tương ứng với 87 mm. 87 mm. Đó. Như vậy là từ 0 cho đến 120 thì được 87 mm. Rồi tiếp từ 0 cho đến cái PM phẩy ta đo xem được mấy mm. Từ 0 mấy mm. Như vậy ta lại đo đặt cái vị trí này đo thật chính xác vào. Vì như vậy là được 99 mm. 99 mm. Như vậy là 120 thì ứng với 87 mm, còn PM phẩy thì 99 mm. Còn tiếp là từ 0 đến PM thì phải đo tiếp từ 0 đến PM đến vị trí PM thì lại được là PM đây thì lại là 117 ml. Đó, như vậy là tìm ra được rồi. Thì bây giờ ta dựa vào ta tính này, 120 thì ứng với 87. Vậy thì ta sẽ có PM phẩy sẽ bằng ta lấy 99 ml. Ta lấy 99 chia cho 87

như vậy cái này xấp xỉ, cái này là 135 à 136. 136,55. 136,55 W. À, bằng phương pháp đo đã xác định PM xấp xỉ bằng 136,55 W, còn tính theo công thức chuẩn này thì nó là 137. À như vậy là ok, gần gần. Tốt rồi. Bởi vì bài toán chỉ hỏi là gần giá trị nào nhất nhưng mình bình đó thôi. Rồi tiếp là 120 thì 87 hỏi là PM thì 117 thì bao nhiêu. Vậy thì PM ở đây ta lấy 117 nhân 120 chia cho 87. Tức là hoặc là 117 chia cho 87 nhân với 120 xem bằng bao nhiêu. Đấy. 117 À, như vậy là cái này sấp xỉ bằng 161,4 Như vậy cái này là 161,4 Đó, như vậy bằng phương pháp đo Tức là ta không tính toán cái gì cả Ta dùng phương pháp đo Đo ở trên trục này à, Dùng đo như này Thì 120 thì bằng 87 mm Còn PM phẩy thì bằng 99 mm Còn PM thì bằng 117 mm Vậy dựa vào tỷ lệ Ta rút ra được là PM thì bằng 136,55. Còn P, uh, PM 136,55, còn PM thì 161,4. Vậy ta cộng các giá trị lại lại xem nó xấp xỉ giá trị đấy 161,4 cộng với 136,55. Như vậy đây là bằng 297,95. Như vậy xấp xỉ bằng 298. Như vậy xấp xỉ phương án A. Đó, như vậy là cách làm vô khỏi về tính toán gì hết không cần phải tính toán ta dùng chỉ dùng độc chiêu là thước độc chiêu là thước là ta đã chọn được phương án a à, như vậy là các em chú ý là với bài toán tương kế tự kế vì đồ thị của bộ cho là vẽ bằng phần mềm nên rất chính xác cho nên các tỷ lệ rất là chuẩn cho nên các em chú ý là cho nên chỉ cần cho một thông số là ta dùng phương pháp thước dùng thước ta đo được bao nhiêu mili và từ đó ta quy ra quy đổi đổi. 120 W thì ứng với 87 mm. Vậy thì 99 mm thì ứng với bao nhiêu? Thì ta chỉ việc lấy 99 nhân 120 chia 87. À xong. Rồi, 120 thì ứng với 87, còn PM thì ứng với 117 thì từ đó cái 117 ta suy ra được giá trị. Như vậy là các em thấy là uh, trong quá trình à uh, làm bài thì mình phải sáng tạo, sáng tạo. Có những bài mình làm bài bản để hiểu bản chất vật lý, nhưng nếu có những mưu kế hay thì ta dùng độc chiều như vậy độc chiều ở đây là vì đồ thị của bộ ra là rất chính xác cho nên ta dùng thước ta có thể đo được với độ chính xác khá cao mà lại bài toán này lại không hỏi tính giá trị cụ thể mà bài là gần giá trị nào nhất thì có nghĩa là dùng phương pháp thước rất là lợi hại hoặc ngay cả bài toán hỏi là bằng bao nhiêu thì dùng phương pháp thước thì ta cũng đo được cái giá trị sắp xỉ với giá trị thực giá trị thực thì đó là một cách làm rất hay, cái lợi hại và việc nếu như bộ ra những đề như thế này, thì nói học sinh có thể dùng thước mà làm được, thì cái đó mình lại đáng khen học sinh, học sinh lại biết cách là dùng thí nghiệm, tức là dùng đồ thị để mà đo, tức là trong trong thực tế thì có những cái bảng số liệu người ta vẽ bằng đồ thị, đồ, từ đồ thị đó mình có thể đo để tìm ra, thì cách nếu học sinh mà làm được điều đó thì mình lại càng đáng khen, khen ở chỗ là học sinh đã biết vận dụng từ kiến thức đi vào thực tế. I... Right.